Cám Xin Nước Việt xin chào tất cả các bác. Và bây giờ đã là sắp Tết rồi, có lẽ chỉ khoảng hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán của chúng ta. Hiện tại thì nhà mình lại đang tiếp tục đóng gói thức ăn dành cho chim cu gáy để phục vụ cho anh em, cho những chú cu của mình ăn Tết và sau Tết. Đây là cái hạt cám của cu gáy. Như các bác đã biết thì con cu gáy trong quá trình nuôi nhốt thì chúng ta nên bổ sung đầy đủ cái dưỡng chất cho nó. Ngoài cái việc mà chúng ta cho ăn thóc thì cái sản phẩm thức ăn dành cho chim cu gáy này nó sẽ bổ sung đầy đủ cái dưỡng chất, ví dụ như là bột gạo nếp này, ngô lạc, vừng, đậu xanh, cỏ lộc vực này, và các dưỡng chất thiết yếu đặc biệt dành cho chim cu gáy. Thì chúng ta có thể sử dụng cho cu gáy bố mẹ này, hoặc cu gáy đấu này, hoặc gáy con nuôi con rất là tốt, bổ sung đầy đủ cái dưỡng chất ở trong này rồi. Đấy. Thì như các bác đang thấy ở đây. Đấy. Mình đang đóng gói đấy. 1 kg là sẽ được 4 gói các bác nhé. Hoàn toàn từ nguyên liệu tự nhiên, chúng ta có thể sử dụng ổn định quanh năm luôn, ăn song song cùng với thóc. Đấy. Các bạn cứ để một cống thóc và một cống cám này là ok, yên tâm rồi. Đấy. 1 kg được 4 gói như các bác đang nhìn thấy ở đây. Thì tương đương với 200.000. 200.000 1 kg, miễn phí ship tận nhà luôn. Đấy. Thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp với nhà mình theo cái địa chỉ như ở trên cái video này. Đấy. Hai số điện thoại 0908070555 và 0944114410. Thì các bác có thể theo dõi. Đặc biệt với cám chim đất Việt thì các bác có thể theo dõi trên website www.chimcảnhdatviet.com. Mình chia sẻ rất nhiều video kinh nghiệm cũng như là các bài viết chi tiết về cách chăm sóc chim cu gáy, rồi thì các bài hướng dẫn chấm thi cu gáy. Đấy, hoặc là các loại chim khác như họa mi, chích choe chẳng hạn, mình chia sẻ rất là nhiều ở trên này. Thì mình sẽ nhấn lại mạnh lại một lần nữa nhé. Thì với cái cám cu gáy này, bổ sung đầy đủ dưỡng chất, chúng ta cho ăn song song cùng với thóc. Các bạn có để một cống thóc và một cống cám này là ok rồi. Đấy. Con chim sẽ có sắc lông đẹp. Đấy. Và gáy đều, ổn định, sử dụng quanh năm luôn. Thì bác có nhu cầu cứ liên hệ với cám chim đất Việt. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Và đừng quên đăng ký miễn phí kênh Cám Nước Việt trên YouTube để cập nhật nhiều nhất video mình đăng lên nhé. Xin chào tất cả các bác.